Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Phong độ năm 2020, MU ở vị trí xuống hạng. Tính riêng các vòng đấu diễn ra trong năm 2020, United đang đứng trong khu vực phải xuống hạng ở Premier League. Phong độ của MU tiếp tục sa sút không phanh trong năm mới 2020. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ thắng được 1 trong 5 trận đấu tại Premier League, thua được 3 trận. Tính toàn giải, họ chỉ hơn được 2 đội Brighton và Crystal Palace, những đội chưa có chiến thắng nào. Bên cạnh đó cũng chỉ có 2 đội khác thua nhiều như MU là Bournemouth và West Ham. Quỷ đỏ mở đầu năm mới bằng thất bại 0-2 trên sân của Arsenal. Sau đó họ thua Liverpool và Burnley với tỷ số tương tự. Theo thống kê của The Sun, MU chỉ đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng Premier League trong năm 2020 với vỏn vẹn 4 điểm, hơn Brighton và Crystal Palace đúng 1 điểm. Đây rõ ràng là lời cảnh báo lớn cho phong độ của MU, đặc biệt khi họ cũng nằm trong top các đội ghi bàn ít nhất giải 4 bàn. Cũng theo bảng xếp hạng này, Liverpool vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm tuyệt đối, bỏ xa đội nhì bảng Man City đến 10 điểm. Trong năm 2020, Liverpool và West Ham đá nhiều hơn phần còn lại một trận do đá bù vòng 18. Sau trận hòa không đều với Wolves tuần trước, MU sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi. Họ sẽ trở lại làm khách của Chelsea ở vòng 26 Premier League vào ngày 18 tháng 2 tới. Trước Ihalo, MU sức gây sốc với tiền đạo 36 tuổi. Theo báo giới Anh, United từng cân nhắc chiêu mộ chân sút 36 tuổi Glenn Murray trước khi quyết định mượn Odion Ihalo. Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa đông, United đã khiến người hâm mộ ngã ngửa khi mượn Odion Ihalo từ câu lạc bộ Trung Quốc sang Haisenhua và giờ chót. Tuy nhiên, tiền đạo 30 tuổi người Nigeria chưa phải là cái tên gây sốc nhất trong danh sách dài dằng dặc những mục tiêu tin đồn của Quỷ Đỏ hồi tháng 1 vừa qua, trong đó phải kể đến lão tướng 36 tuổi Glenn Murray. Theo thông tin độc quyền mới được tờ Daily Mail tiết lộ, thì ban lãnh đạo United đã cân nhắc chiêu mộ Murray trước khi quyết định mượn Ihalo. Có nhiều lý do được đội chủ sở Old Trafford nhắm đến chân sút, từng thừa nhận mình là một fan chính hiệu của Quỷ Đỏ này. Murray đáp ứng được yêu cầu của United về một số 9 điển hình, và dù đã 36 tuổi thì anh vẫn có lợi thế với kinh nghiệm dày dặn tại Premier League, đồng thời là giải pháp ngắn hạn phù hợp. Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối tháng 1, tiền đạo người Anh cũng được cho là không hạnh phúc với những gì đang diễn ra tại Brighton. Kể từ đầu mùa, Murray chỉ được đá chính 4 trận và có tới 12 lần vào sân từ ghế dự bị cho Brighton với tổng thời gian thi đấu là 516 phút. Ngoài United thì Newcastle, Aston Villa cùng đại gia Scotland là Celtic cũng đã nhắm đến tiền đạo 36 tuổi. Tuy nhiên cuối cùng thì Murray vẫn ở lại Brighton, nơi mà anh thực sự là tượng đài sống với 111 pha lập công sau 271 lần ra sân trong 2 giai đoạn. Mới đây chân sút người Anh còn bất ngờ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội bóng có biệt danh Hải Âu. Sau Tây Ban Nha phản Real Madrid để về Barca, Barcelona bất ngờ có một lợi thế cho khả năng nâng tay trên sao trẻ đã đồng ý đến Real Madrid. Fabian Ruiz là một trong cái tên mà Barcelona và Real Madrid chạy đua giành chữ ký trong thời gian qua, sau những gì anh đã thể hiện. Hiện tại đội bóng hoàng gia được cho là đang thắng thế, với thông tin cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đồng ý đầu con cho họ vào mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Zinedine Zidane quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi khi đánh giá cao khả năng kỹ thuật, tầm nhìn và kỹ năng chuyền bóng của anh. Tầm ảnh hưởng và thành công của Zidane trong vai trò huấn luyện viên có thể là yếu tố thuyết phục Ruiz. Tuy nhiên, theo tờ Sport, Barca lại bất ngờ có lợi thế để nâng tay trên đại kình địch của họ trong thời vụ này. Đó là việc đội bóng xứ Catalonia bổ nhiệm ông Quique Setién vào vị trí huấn luyện viên thay Ernesto Valverde. Ai cũng biết rằng huấn luyện viên 61 tuổi này có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Ruiz khi anh có bước đột phá ở đội 1 tại Real Betis ngay trong năm đầu tiên ông làm việc tại đây. Thời điểm đó, Ruiz đã lên đội 1 được 3 năm. Sau đó 2018, Ruiz chuyển sang Napoli và tiếp tục khẳng định khả năng của mình. Sport cũng cho biết, Barca từng liên hệ từ trước khi Ruiz trở thành ngôi sao, nhưng chính huấn luyện viên Setién đã từ chối vì cho rằng còn quá sớm để bán trước khi anh đạt đến trình độ cao hơn. Tháng 5 2019, Setién rời Betis và sau đó vài tháng, tin tức cho biết cầu thủ này đồng ý đến Real Madrid vào mùa hè năm 2020. Phía Napoli cũng đã sẵn sàng tìm kiếm các phương án thay thế. Tuy vậy, với những diễn biến gần đây, có thể sẽ có bước ngoặt để Ruiz hướng về Barcelona chứ không phải là Madrid nếu Setién thực sự muốn tái ngộ cầu thủ cũ. Trong khi đó, Real Madrid dù đạt một thỏa thuận sơ bộ nhưng chưa có gì cụ thể, vẫn có thể thay đổi dựa trên các vấn đề với Pogba từ Manchester United và Federico Valverde, cầu thủ trẻ đang tiến bộ rất nhanh. Ruiz hâm mộ Zidane, nhưng đến Barca cùng người thầy quen thuộc có thể là yếu tố đảm bảo sự hòa nhập và thành công nhanh hơn với anh. Dù sao thì thời gian cũng sẽ là câu trả lời. Vừa tái xuất sau 2 tháng, sao Barca lại chấn thương? Chỉ vừa trở lại tập luyện sau hơn 2 tháng ngồi trên sân nước, nhưng ngôi sao chạy cánh của Barcelona Ousmane Dembélé lại tiếp tục dính chấn thương.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Barcelona không thể đưa về một chân sút mới để thay thế Luis Suarez, có nguy cơ nghỉ hết mùa. Huấn luyện viên Quique Setién vì thế đã rất phấn khởi khi Ousmane Dembélé bình phục chấn thương sau hơn 2 tháng ngồi trên sân nước. Tân thuyền trưởng Blaugrana còn coi ngôi sao người Pháp như một chữ ký mới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Setién sẽ phải tạm gác lại những kế hoạch với Dembélé bởi ngôi sao này sẽ cần thêm thời gian hồi phục. Trong buổi tập mới nhất của Barca vào hôm thứ Hai giờ địa phương, cựu cầu thủ Dortmund đã tái phát chấn thương và phải rời sân. Thay vì tái xuất như dự kiến vào cuối tuần này, Dembélé phải nghỉ ngơi thêm. Theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, trong trường hợp khả quan nhất thì ngôi sao 22 tuổi sẽ ngồi ngoài khoảng 15 ngày nữa và trở lại ở trận gặp Eibar vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Kể từ đầu mùa, Dembélé mới có vỏn vẹn 5 lần ra sân, trong đó có 3 lần đá chính cho Barca tại La Liga cùng 4 trận, 2 đá chính ở đấu trường Champions League. Cầu thủ người Pháp dính chấn thương cân queo khi tái ngộ đội bóng cũ Dortmund khi Barca thắng 3-1 hồi cuối tháng 11 năm ngoái và nghỉ suốt từ lúc đó đến giờ. Chấn thương đã đeo bám Dembélé suốt từ khi anh chuyển sang Barca. Nhưng trong năm 2019, tuyển thủ người Pháp có tới 6 lần dính chấn thương. Blaugrana từng tốn 105 triệu euro, chưa kể 40 triệu phụ phí cho Dortmund để có được Dembélé. Nhưng do thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương, nên anh chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng. MU chuẩn bị nếm trái đắng vụ James Maddison. Tiền vệ ngôi sao James Maddison được cho là chuẩn bị ký hợp đồng mới với Leicester, qua đó chấm dứt hy vọng của Man United trong mùa hè 2020. Trong kế hoạch tái thiết của Man United, cái tên James Maddison đã được nhắc đến nhiều lần như một trong mục tiêu quan trọng nhất. Từng có tin đồn Quỷ Đỏ tiếp cận tiền vệ tấn công người Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua và rất tự tin sẽ có được anh vào mùa hè 2020. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất xung quanh tương lai của Maddison này không ủng hộ Man United. Theo nguồn tin độc quyền của Telegraph, thì tuyển thủ Anh đã tiến rất gần đến một thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản Leicester. Hiện Maddison vẫn còn 3 năm hợp đồng với mức lương 55.000 bảng một tuần, nhưng Leicester đã có những bước đột phá trong việc thuyết phục cầu thủ 23 tuổi ký vào giao cầu mới. Bày cáo chắc chắn sẽ tăng lương đáng kể cho tiền vệ người Anh và hy vọng có thể đưa ra một thông báo chính thức ngay trong tháng này. Cũng theo Telegraph, hợp đồng mới của Maddison sẽ không bao gồm điều khoản mua lại bởi Leicester đã rút kinh nghiệm từ việc mất N'Golo Kanté với giá rẻ mạt là 32 triệu bảng cho Chelsea vào mùa hè 2016. Do vậy, nếu vẫn quyết tâm chiêu mộ cựu cầu thủ của Norwich, Man United sẽ buộc phải chi rất đậm. Mùa giải trước, Maddison là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất 100 lần tại Premier League. Mùa này, anh đã có 24 lần ra sân cho Leicester ở đấu trường cao nhất nước Anh, ghi 6 bàn và kiến tạo 3. Góp công lớn giúp đội chủ sân King Power xây chắc vị trí trong top 3. Vì Kepa Lampard căng thẳng với sếp của Chelsea. Thủ thành đắt giá nhất thế giới Kepa đã bị huấn luyện viên Frank Lampard chảm trong trận hòa 2 đều với Leicester City hôm thứ Bảy tuần trước. Phong độ không tốt của Kepa là một trong nguyên nhân khiến Chelsea thường xuyên mất điểm trong thời gian gần đây. Theo tờ Mirror, huấn luyện viên Frank Lampard rất tức giận khi Kepa để thủng lưới 2 bàn trong trận hòa 2 đều với Arsenal. Vì vậy, nhà cầm quân người Anh đã quyết định trừng phạt, đẩy thủ thành 25 tuổi lên băng ghế dự bị trong trận hòa 2 đều với Leicester City vào thứ Bảy tuần trước. Một số tờ báo Anh còn cho rằng huấn luyện viên Lampard muốn bán Kepa vào mùa hè tới đây. Hai mục tiêu được Lampard nhắm thay thủ môn người Tây Ban Nha là Lick Pope của Burnley và Vicente Huerta của Crystal Palace. Tuy nhiên, giám đốc của Chelsea là Mariana Granovskaya lại không đồng ý với ý tưởng bán Kepa của Lampard. Người phụ nữ quyền lực của The Blues đã đích thân thúc đẩy ký hợp đồng với thủ thành 25 tuổi cách đây 2 năm và cũng không muốn bán lỗ. Năm 2018, Chelsea đã vung 71,6 triệu bảng để mang Kepa về từ Bilbao, biến anh trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử. Ở mùa giải trước, thủ môn người Tây Ban Nha vướng vào scandal khi công khai chống lại huấn luyện viên Mauricio Sarri bằng việc từ chối rời sân thay người trong trận gặp Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Vào ngày 18 tháng 2 tới, Chelsea có màn đụng độ nảy nửa với Man United nếu huấn luyện viên Lampard phân loại Kepa khỏi đội hình xuất phát ở trận cầu đình này. Điều đó có nghĩa ông đã có quyết định về tương lai của thủ môn 25 tuổi. Khi đó, căng thẳng giữa Lampard với ban lãnh đạo đội bóng có thể sẽ còn tăng lên. Trước đại chiến Raheem Sterling khiến Pep lo sốt vó. Với chấn thương gân queo, Raheem Sterling sẽ phải chạy đua để kịp tham dự trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid. Ở trận thua Tottenham 0-2 cuối tuần qua, Raheem Sterling đã dính chấn thương và phải rời sân ở thời điểm cuối trận. Sau khi kiểm tra y tế, ngôi sao trẻ cánh người Anh được xác định là dính chấn thương gân queo. Nguồn tin từ Man City cho biết về chấn thương này, Sterling sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Chấn thương của Sterling khiến huấn luyện viên Pep Guardiola rất lo lắng bởi Champions League sắp khởi tranh trở lại. Vào ngày 26 tháng 2 tới, Man City sẽ phải hành quân sang Tây Ban Nha gặp Real Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8. Như vậy, Sterling sẽ phải chạy đua về chấn thương để kịp tái xuất.
Trong quá khứ, Sterling từng có 2 lần đến thăm Bernabeu, nhưng kết quả đều không như ý muốn. Hồi tháng 11/2014, anh bị huấn luyện Brendan Rodgers xếp đá dự bị, trong áo Liverpool. Tới tháng 5/2016, trong áo Man City, ngôi sao người Anh cũng bị dự bị. Ngôi sao người Anh cũng dự bị khi viếng thăm Bernabeu. Ở hai trận đấu đó, các đội bóng của Sterling đều để thua với tỷ số 0-1. Ở thời điểm hiện tại, Sterling đã thay đổi vị thế. Anh trở thành nhân tố rất quan trọng của Man City. Nếu ngôi sao người Anh bỏ lỡ trận đi với Real Madrid, đây sẽ là tổn thất rất lớn với huấn luyện viên Pep Guardiola. Nhờ cầm quân người Tây Ban Nha đã đặt cả tham vọng vào sân chơi số 1 châu Âu sau khi buông súng đầu hàng ở Premier League. Trước mắt, Sterling sẽ bỏ lỡ trận đấu với West Ham của tuần này. Sau đó, ngôi sao chạy cánh người Anh có thể tiếp tục vắng mặt ở trận đấu với Leicester. Ở Premier League, Man City coi như đã hết hy vọng bảo vệ chức vô địch. Tuy vậy, Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh 3 danh hiệu đấu cúp là Carabao Cup, FA Cup và Champions League. Vào đầu tháng 3 tới, thầy trò Guardiola sẽ đá trận chung kết Carabao Cup với Aston Villa. Các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.